Em điện nãy em điện á. Đang quay trực tiếp. Ấy trời còn sống. Ấy. Đã nhắc tới về tranh thủ chạy kiếm nấm. Cá này ít lắm mọi người. Có cá mà ít xíu à. Anh quậy lên cái nổi ơi. Chuyển tới dưới đáy. Nhóm chợ chiến khác gặp bỏ đó quá à. Cái gặp bỏ ngay có Trường Thọ kìa. Thấy anh đóng gì đây nè, ngay chỗ cục đóng đá sắt hay gì đó. Hả? Hôm nay ra xong vui mọi người. Xà lan khách xong luôn nè. Đầy xong luôn nè. Hôm nay đi rừng không ra xong. Hôm nay ra xong xà lan đầy xong luôn. Xong. Ôi trời ơi. Lưới nhỏ mà dính cá bự. Bây giờ giật quá trời. Với mấy anh lòng tâm đó. Không dính đâu. Em thấy đầu đằng kia kìa. Đâu đây anh? Đằng gần đằng kia kìa. Có cá mà ít lắm nha mọi người. Chừng được chừng khoảng nửa ký. Kho. Mẹ kho. Kho 10 vậy. Đó. Đó. Dỡ lên cái cho mọi người xem anh. Đó. Nó không phải như mọi lần. Có nhưng mà không phải như mọi lần đó. Vậy đó. Mà làng là cái lưới này thấy cá chứ không thấy lưới. Giờ về anh dỗ em đi nhậu năm. Ừ, nè cũng được mà khá khá nè. Mọi người coi nè. Vậy mà dỡ lưới là mọi người mới thấy rõ được. Chứ còn nắm lưới là mọi người đâu thấy con cá đâu. Dỡ lên cho mọi người xem cái anh. Ừ. Đó. Nó còn nhảy lưng tưng cũng được này chắc nãy ký á ừ nhiều chứ. Để con cá bự xài mắt tiêu à. Rồi. Lên ra.
Vậy em tranh thủ đi nhổ nắp. Tới nhà